Kính thưa cả nhà, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Xuân Dũng đã có mặt tại xã Mỹ Phước Tây, là một cái xã kế cận với xã Mỹ, cái xã mà gia đình của chị Hạnh bên kia, là bên kia đường là gia đình của chị Hạnh. Và hôm nay thì Xuân Dũng theo kênh của tin của Dũng có cái tên là tin nóng từ dân, tức là những cái tin tức mà đưa được từ chính xác từ những người dân thông báo cho Dũng hoặc là gặp gỡ từ người dân. Tóm lại người dân, và hôm nay Xuân Dũng có mặt ở đây để lấy ý kiến góp ý cũng như là một số ý kiến của người dân về một câu chuyện mà đám tang của chị Hạnh. Vì sao mà người dân lại bức xúc như vậy, vì sao đám tang của chị Hạnh lại lênh lẹ và cô đơn đến thế, và vì sao lại có những sau đám tang đó thì có những câu chuyện mà nếu như mà người khác nhìn vào họ cho rằng là cái đám tang này đang được người dân ở đây họ không quan tâm, họ thờ ơ hay là một lý do nào đó. Bây giờ hôm nay thì xin mời mọi người cùng Xuân Dũng và cùng các cô các mẹ ở đây, các anh chị ở đây sẽ cùng tìm hiểu về thực hư của cái buổi đám tang của chị hôm đó. Cái bữa đó lúc ra là chết hồi 6 giờ chiều. Nhưng mà tới khoảng 9 giờ là chị mới vô. Chị Tư vô thì xé sao đi tới một em cắm kẹt cho em nghe. Cái vô thì thấy hai chị em nó đứng ngay cái đường thì đi vô cái bếp đó. Nó đứng cạnh bếp cạnh nó nghe điện thoại, nhưng mà là nó không có, nó dòm lại xui chị đó đó. Cái chị kêu thì chị nói mấy đứa con sao mà lại đây cho mấy bà hỏi thăm coi mẹ con chết rồi nào. Cái nó nhà đó là chó chút ở cạnh á, nó mới lên xuống rồi. Nói mẹ con chết là chiều hôm qua. Rồi 6 giờ rồi hả cha đâu, rồi nói cha đi rước em đi học mà nhà không đứa nào rước, để cha nó rước, để cái hàng lạnh lẽo đó. Cái tới chừng cái Mỹ kêu nữa thì nhỏ nhỏ lên. Nhỏ nhỏ thì vui vẻ lắm nha. Cái nó hỏi, cái nói mẹ con chết rồi thì 6 giờ qua. Cái hỏi con đi đâu mà hôm đó mất tích mà kiếm không được. Vậy nó nói tại con mất điện thoại. Nhỏ nhỏ có trả lời nha. Còn nhỏ lớn không trả lời. Cái tới chừng cha nó về, cha nó về mới nói hỏi thăm gì Tư gì bãi mới xuống, nơi mới xuống. Cái mày hỏi thăm chứ vợ mày chừng nào mà đi chôn mà sao thấy lạnh lẽo. Nó nói ngày hôm qua gì ơi, nó xin được cho cái hàng mà nó không lấy, nó làm chủ luôn, nó không cho thằng này gớ vô vậy. Cứ nói này nhậu xỉn không, này nó nhậu gì. Mà giờ nó về, vợ con về thì hai chị em nó trực. Hai chị em nó cực, hai chị em nó mệt thì con cực. Tới giờ con mệt thì con phải nằm nghỉ chút. Chứ hỏi chứ vợ con mà 5-7 đứa con mà con không thương nó là sao? Mà nói cái gì nói con nó đi có cái nhà hẻ cũng được, nó không ăn nhậu. Trời ơi, con biết lúc trước tội nghiệp lắm, hồi chưa cho tiền nha. Đó, nó đi nhậu con súng, nó đi bán, tội nghiệp lắm kìa. Thành á. Giờ hồi con chợ, hồi nó là con chợ. Dạ. Là nó cũng đi nhổ con súng nha. Rồi con vợ chồng nhổ con súng, rồi nhổ nó hẹ. Về cũng chở đi bán, chở đi bán. Mà giờ đó nó chứ không phải không. Nhưng mà ví dụ là chị thân sao mà con gái nó nói gì. Rồi cái thằng nó mới nói kể chuyện cái vụ mà ta cho hàng á. Nó không chịu lấy. Mà con Mỹ mượn cái thằng kia là đưa 500 ngàn đang đi chở rồi. Mà nó chửi quá, ông kia không về luôn. Rồi cái chị Tư chị mới nói vậy nè, chị này chị nói trời ơi, người ta cho sao con không lấy. Nó lấy là bỏ mẹ nó xịn hay chi, ai tẩn. Rồi mình lấy thì tao nói giờ mình lấy rồi mình cũng nhờ người này kia mình đi nói lên cho người ta biết, chứ ai biết mẹ con chết. Mà ở ngoài bà bãi đồ coi trên mạng mới thấy, chứ hỏi tân này em gu có ai đồn. Mở lên thấy chết mới đi vô. Cái nó gấp, nó chửi biết, nó làm gần nó nói đồ cho là đồ không tốt, nó không thèm đồ này kia. Ở xã này, ở cái xứ này mà nghĩa lý gì đối với nó. Đâu có đốt nhang được, vô đốt nhang đem tiền mình vô tính mình cũng hương khói được. Nó không cần của ai cái xứ này hết. Giờ tiền bạc nó không thèm. Mà nghĩa lý gì đối với nó là cái xứ này. Nó nói vậy đó, nó nói mà đội đó mà quá rồi. Nó có mạnh thường quân giúp ủng hộ rồi, nó đâu cần dân mình. Nó nói với tôi nè, không có mình nào hết trơn, không có mình nào bằng bà con xóm giềng hết trơn. Một câu nói người ta hay nói là vẫn có nói lúc nãy là người ta hay dùng cái từ mà thấy đúng là phải bán anh em xa để mua láng giềng gần, mà câu đó nói thiệt, nói láng giềng là tắt đèn tối lửa có nhau. Nói hồi thằng ơi, về với dì Tư tính vô đốt nhang cho vợ con mà con
chửi tới má con rồi nó chửi má con quá trời luôn bà ơi, chửi bắt bé con chửi bả quá trời, rồi thành ra là mấy bác nó đâu ai thèm tới. Yeah. Chửi á, cô không tới luôn, bác không tới luôn. Dạ. Mà vì sao mà chửi má, tức là chửi bà nội đó, cô biết vì sao chửi không? Bà nội là hồi cái thời mà học phân bụi á, lên là có cho là mấy chục triệu. Khi mà sáng lại đi bệnh viện là bà nội bà nói là con vợ nó là con chợ đó hiên. Dạ. Mới gửi lại cho mẹ là 50 triệu, biểu mẹ giữ dùm để sửa dùm cái nhà. À. Ừ, cái khi nó đi nằm bệnh đó thì bà mới đem ở thứ ba. Sang ngoài tay. Cái nó bắt bả đấy, bả cái nó xuống như mình cho nó quậy vậy á. À hả? Còn cái dưới là ta nói thấy vậy bả mới xuống bả rút về. Dạ. Giờ cái thằng Thành nó nói thôi giờ đâu có giữ được, thôi giờ đưa cho nó đi. Đưa cho nó rồi nó làm. Nó đưa cho nó đặng lo cho mẹ. Dạ. Là bữa đó. À cái bữa đám á ha. Cái bữa đám á. Dạ. Rồi thì cô cho biết là mọi người được biết là tên cô là gì ạ? Dạ, hay gọi là cô gì có sao đâu? Thường người ta kêu là cô Bảy. Cô Bảy, dạ, cô Bảy, dạ. Bảy Tâm. Dạ. Dạ, thì để mọi người hiểu thì chứ vấn đề này thì không có vấn đề gì, mình có bức xúc gì. Tại vì nếu như mà hôm nay mà cảm ơn các cô đã cho con cái này, kéo rồi là rất là nhiều người họ hỏi vì sao mà cái một cái đám tang mà nó quá nhanh, không có ai đến thắp hương nhang khói và nghe nói là rất là hình như nó giống như là bị bà con hàng xóm bỏ rơi vậy. Thì cái lý do như thế nào thì hôm nay là các cô đã cho con Dũng được biết, cũng như là các mạnh thường quân, các quý vị khán giả mà đã từng theo dõi ủng hộ cái gia đình của chị Hạnh á, được biết là sự thật là nó như vậy. Thì tại vì hôm bữa thì có đang mới nghe được một chiều thôi, một hướng từ từ kênh Phong Bùi là em con của chị Hạnh, em đó là Trinh đang nói về một chiều thôi, và nói về vấn đề như vậy chứ còn chưa nói về cái lý do vì sao mà từ chối hàng của người dân rồi mọi cả của bà con cho rồi về rồi mọi con không tới cho bà, thành ra cuối cùng là không cho bà con tới thắp hương tại vì không cần lý do không cần. Chứ dạ. Hồi lúc mẹ nó bệnh mà chưa đi bệnh viện, lần này như ở ngoài này mấy chị em cũng vô xa thăm cũng cho tiền. Dạ. Cũng đem tiền vô cho. Dạ. Dạ. Ở đó hôm đó có ai đến mà thắp hương lại bị cư nữa. Để chị trình bày chị nói. Dạ. Như là ba bữa trước là sắp yếu rồi á. Dạ. Với cô Sáu, với người đó là ba người vô thăm. Dạ. Thì nó ngồi nó bấm cái điện thoại, còn con nhỏ thứ ba thì ngồi kế mẹ nó. Dạ. Thì thấy cái dòi giật yếu rồi. Dạ. Cái tôi hỏi con kêu mẹ coi con biết không, nhưng mà nó chớ hề nó mời cái ghế. Dạ. Chỉ ngồi là buộc mặt nó bấm thôi, nó không chào hỏi ai hết. Là dạ. Con nhỏ thứ hai là con nhỏ con gì bữa nay? Trinh đó, cái nó kêu mẹ 3 tiếng thì tôi nói yếu quá rồi không biết. Chị mới gọi lại cái dò bắt cái mệt rồi đem khui mọi chuyện cho cỡ đó, mà nó lanh cỡ đó mà nó không biết mua cái mền mới cho mẹ, bận mua đồ cũ luôn. Thì là mẹ nó đỡ dở cái giò, chị mới nắm cái giò là nó quá nóng, nên mẹ bị sốt rồi hạnh sốt. Cái nó nói là giờ đổ sữa uống cũng chạy thì nó không quá 2 bữa nữa. Cái chị mới rời cái giò thì mới ra xả nước, cái thằng rửa thai. Thì một thấy một đống chén, 2 đống thao quần áo là ngay chỗ cửa luôn. Yeah. Cái chị mới trở vô, con hai đứa ăn đứa con. Đứa con canh mẹ, đứa con đi giặt đồ đi rửa chén thì con chỉ để đây rồi người ta tới thăm mẹ mà hôi hám người ta quở chết rồi con. Dạ. Cái nó kêu mấy đứa em á, đồ đứa nào nó đi xử đi giặt, quần chén đứa nào ăn thì nó rửa, tôi nói con lớn con rửa cho em là thâu tập. Mẹ ngồi mẹ con hồi đó giặt thâu thao có ai thấy hay không, có bà nội. Nó đứng nó ý nó mất con bà nội nó. Dạ. Cái tôi nói thôi con á, mẹ con giặt con hồi nhỏ thì nay con lớn thì con giặt cho tụi em đi. Dạ. Cái quay lại á, cái tôi hỏi em cái nó ra lời cái câu quá cục rồi, cái thôi bác xin lỗi con, cái là nó biết nói nó dữ rồi. Yeah. Con hồi đó con hiền lắm, ở đây nè dạy con vậy đó, cái nó ai dạy con kỳ à? Dạy cái khôn cái dạy sao con không dạy mà dạy con cái vậy mà đi dạy. Yeah. Cái nó ở đây nè mấy bà này ở đây dạy vậy đó, cái thôi vậy bỏ lên bà nội, cái bà kia ở gần nó mới về lũi vô thăm cái kể nó con mấy con bị chó ngoại sống ngoại á, có lo gì gia đình nó được vô nội thăm vô đạo đức giả. Đó. Là nó nói cái đó là nó muốn nói ám chỉ đến ai? Chửi mấy bà này. À. Đang khuyên nè, đang nói. Đang khuyên đó ha. Yeah. Cái mẹ khác ghé là mày chửi nhắn gửi. Cái cha nó mới gầy nó, con đừng có nói vậy. Mấy bác đồ của cô là buồn.
chị chứ gì nữa, mang đĩa chó đó, đầu đất giả có giúp gì được gia đình đó, nó không cần ai hết á. Rồi cái bữa chết đằng này cũng vô cũng tính là cũng phụ đằng đốt nhang đồ rồi ha, là có một con gà con vịt mình phụ, thì vô đó là đội mai táng là sắp lên. Dạ. Cái mới hỏi lại chú thầy đó là cái hàng vậy là ta cho hay là mua. Dạ. Cái nói con gái tôi người ta đây cho không có lấy, mướn đội mai táng với bao trọn gói là 26 triệu. Dạ. Rồi càng tay này nọ là ra 31 triệu. Cái tôi nói trời ơi, đã nghèo mà thôi tiền dư để sửa nhà mà sao không lấy uổng vậy, rồi để tiền này tiền nọ đặng sửa nhà cho em ăn học. Dạ. Mấy bạn biết gì, tôi không cần ai hết á. Chỉ đội mai táng là lên đây, không lẽ tôi lấy cái hàng mẹ tôi nằm bên rồi mà người hàng nằm bên tôi nói đây có đội mai táng ở ấp đây nè, rồi con không hưởng người này người kia keo. Dạ. Rồi thôi thì quýnh đứng sụt dây ruột chị luôn. Rồi bắt đầu là nó tổng có bắt chấp, nó đếm tiền mới đưa lại là cái đội mai táng đó đó. Rồi thôi, rồi tới ghim chôn luôn. Rồi đằng này đâu có chỗ nào mà lại lại cúng là lại có cái ghế mà gì mà để ngồi không sắp xếp, nó ai tới nó bắt chắc nó chửi hết, rồi thằng ca tên về giúp á. Dạ. Chứ không phải là tạo lối sớm tìm mặt giàu nói chứ người ta nghe tới. Dạ. 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 Nó ủy quyền ủy thác mà nói nó có thể giữ 50 triệu này đằng cửa nhà nó còn có thẻ 100 mấy rồi. Nhiều đội cho lắm. Nhưng mà ý nó nói là sợ bà nội nó ăn nó đi, nó chửi bắt chấp luôn. Nhưng mà con còn 5-7 đứa em đây, không lẽ bà nội bỏ, không lẽ cha nó bỏ. Mà bây giờ là nó đi học bằng lái, là nó mua xe, không biết mua xe tải thì không biết. Bây giờ dịch thì không biết, nhưng mà nó tặng nó gom hết rồi nó đi. Nó nói qua đám rồi, nó không cần ở cái nhà này nữa, nó đi thành phố mà. Nha. Yeah. Nó nói gom số tiền nữa, chị gom số tiền nữa. Đó. Chị Tư đi. Đâu có, bữa nó nghe đó. Dạ, rồi cô Tư, đó là cô là đó là ý kiến của cô, là cô tên gì? Cô thứ mấy? Ba. Cô thứ ba, cô ba gì? Ba Ngoan. Dạ. Ba Ngoan. Ba Ngoan. Đây dạ. Rồi mai mốt lên mạng nó chửi con. Tự này. Chửi ai? Nó chửi ra. Thì con nhỏ đó. Đó. Ủa. Chửi à? Cô sợ không? Hả? Cô sợ à? Không sợ. Không sợ thì có gì đâu mà ấy thôi, con nãy như này nó cô sợ thì con không đưa lên. Mà sợ thì không cần gì phải nói, tại vì mình nói cái đúng. Chứ mình không miễn sao là những cái lời những cái cô nói là phải là đúng sự thật và không phải là xuyên tạc, không thể là vu khống nó, không phải vu khống bà Tin. Đó là cái bức xúc của các cô các mẹ mà vì cái ấm ức mà không biết làm sao. Đôi khi cái con nói ngay từ đầu rồi, đây là ý kiến mà các cô là người lớn rồi, không thể đi để mà vu khống vu oan cho một đứa nhỏ mới được hơn mấy tuổi như em ấy được. Nhưng mà qua câu chuyện này để cho mọi bọc bệt cho mọi người hiểu được thực hư là vì sao một cái đám tang như vậy mà nó lạnh lẽo, nó không có ai đến thăm viếng, thì như con nói từ ban đầu là con cứ tưởng rằng là bà con ở đây hay là thấy chị bệnh hay là sợ cái bệnh này là bệnh virus ăn chết virus nào người, cho nên là không ai dám tiếp xúc, sợ lây lan gì. Nhưng mà thực hư là không phải như vậy, thực hư là nó cũng không phải là như vậy, đúng không? Các cô không có sợ mà các cô đến, nhưng mà bị từ chối không cho vào thắp hương, rồi các cô về phải từ như vậy, cuối cùng là mọi người không muốn đến nữa đó. Là bữa đó nó có kể trong mạng là chị có đọc nghe là nó nói là đi ngang mà không dòm tới mẹ nó ngay cuối rồi này kia, cái đó là thật sự nó nói gian người ta, nó nói thật mà nó không chào hỏi luôn mà à. Ngồi rồi cái ghế luôn. Dạ. Nhưng mà nó cắt người ta là nói không dòm tới mẹ nó là nghĩa là sao, bữa nó nói trong mạng nghe không? Đúng là có đó. Dạ. À, mà ai tới là nó chỉ ngồi nó bấm cái điện thoại thôi, nó xài nó điện thoại mấy chục triệu mà còn hơn đại gia nữa. Thì bấm cái điện thoại rồi chưa chơi chưa bước mặt lên hỏi gì hay chị gì nói cuốn à. Nó không có bắt ấm nước lên mà nấu miếng nước nó cái thời gian nghe là nó không mời ngồi ở nó mới kêu bà trong nhà trong bếp đó là anh không mời ngồi mà lát nữa con sẽ vô đó và con hỏi anh Thành là anh sẽ nói thiệt à. Bây giờ hỏi anh Thành này, từ lúc mà chị từ về viện đến như bây giờ thì có ai đến thăm hỏi không là biết liền à, đúng không? Cũng có lý do nào, không lý do nào mà ta không tới ở đây. Dạ. Ở trong bệnh là vô thăm tôi ngồi kế bên nữa, đâu dạ. Có sợ. Dạ. Lại tôi dở dò lên, tôi gờ dò đó. Dạ, thành ra sanh đẻ là chị xui tôi bán vô có sanh không? Dạ. Đây, chị hình mà nằm ở dưới cha tường á. Em đây, em lần nào em xuống em cũng ghé vô thăm hết trơn á. Lần nào em cũng ghé vô thăm chị hết trơn á. Ngoài nó chịu chứ cái lây không có lây. Trời ơi, cái đó đó. Nó nói vậy. Rồi bây giờ là cô Tư đang có. Cô cũng đã cô bãi nói rồi, cô cũng nói thêm. Dạ. Cô thấy bây giờ cô cũng tìm người cho, ví dụ như tìm bà con giúp đỡ. Dạ. Giúp đỡ cho Thành á. Dạ. Cho vợ Thành. Thì bây giờ ví dụ như mấy con cũng nghe đây cũng như mấy dì nói đó. Dạ. Không phải là ghét nó. Dạ. Nhưng mà thương mẹ, rất là thương mẹ nó. Dạ. Vì con vô gì sanh mẹ nó 2-3 lần.
Dạ. Rồi vô là vô thăm mẹ nó đây, ngồi cũng ngồi cái em bên. Dạ. Cũng phải thăm mẹ nó, nhưng mà nó không có nhà nha. Dạ. Nó chưa có về. Nhưng mà cái khi mà đám là vô nè, nó làm qua, nó đứng giữa cái cột, nó lên tay lên chân, lên tay lên chân vậy nè. Dạ. Có hỏi nó làm dữ lắm nha. Không cần ai ở đây, đây không nghĩa lý, không cần. Dứt và không cần ai ở đây dứt. Tôi nói con đừng có nói phụ bạc người ta. Con không cần. Rồi thí dụ như mấy cháu nó đem tiền lại là giúp đỡ mẹ con nó không cần. Tiền đâu giúp đỡ mẹ, tiền đâu con làm đó. Rồi tiền đâu mà con là xây sở trong nhà. Nhà con ơi, lúc trước con nhớ ăn cơm sao, chia một đứa một miếng cơm. Bây giờ ăn cơm đầy đủ, ăn cơm không hết luôn. Là ai, ai giúp đỡ? Tiền nhân dân. Cũng tiền bà con rồi này đi giúp đỡ gia đình con ta thương. Dạ. Con đừng có phụ bạc, mà chỉ con im cái miệng con lại đi. Im cái miệng con lại, người ta lại giúp đỡ qua khỏi tâm. Con cảm ơn. Con cảm ơn ta tại vì mình con nít. Chứ đừng nói về phụ bạc người ta. Con là lấn lướt cha con dữ lắm. Con coi cha con không ca gì. Chửi có người ta đây mà con chửi cha con như vậy. Gặp người nào là ta quánh rồi đó. Chứ đừng có nói mà nó dễ. Tại nó hiền, vì nó lấn lướt dữ chắc. Không có tính gì cha nó trơn. Cho cha nó không này. Có cho cha nó đó, nó nói nó không cần ai giúp, không cần ai giúp hết trơn, không đồ. Cần sớm này nữa, không cần ai hết. Nhờ cái đồng tiền đóng góp này chứ không có, thử rồi nó đi 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 đường phố nó cũng chưa về. Nó nói cha nó bệnh này 3 năm 4 năm rồi. Cha nó bệnh, ủa mẹ nó bệnh, cha nó chết, mẹ cha nó không khóc một miếng. Tôi nói ê, không phải khóc là thương thôi nha con. Thí dụ con khóc nè, con khóc vì đồng tiền, con khóc nước mắt cá sấu. Còn cha con khóc âm thầm trong bụng. Cha con là đàn ông mà, đâu có khóc dại dụi như người bà đâu. Con nó giới thiệu nhưng mà con á, con không tính cha con. Mình tính, bây giờ thí dụ như mẹ, mẹ thì cực khổ. Còn cha thì có công. Cái nào cũng phải có trong đó, nên con mới đi ăn học. Con ăn học hơn em con, ăn học hơn em con chút ít, con về con lấn lướt cha con không tập tính giúp. Không có nghĩ cha con nữa, mà con nghĩ cha con là còn thua người ngoài nữa. Con nói chuyện người ngoài, con dám nói vậy không? Mà con nói cha con là con chửi cha con nói thế này thế kia. Thấy là không được cái Mỹ nó chửi quá là chửi nó nói là buông tay nó giữa cấp tột nha. Giận quá tôi nói về chị Tư ơi. Gỗ bả tôi cái về chị Tư ơi. Đi lên bà nội. Thôi giờ nó có tiền mình không có ở đây mà nói chuyện nó. Ơi nó chửi tôi hai ngày dì Tư ơi. Nó chửi tôi dữ dằn lắm. Dụ tiền đó nó chửi tôi quá trời quá đất. Rồi nó đòi nó điện thoại nó nói là người sống tham lam của người chết. Là ý là bà nội nó sống mà tham lam của mẹ nó chết. Nó đây là điện thoại đang đưa trên mạng mà. Trời ơi, nói thiệt với con, mấy con đừng đưa tiền cho nó nữa là nó ấy nữa, nó mới lao vô đưa tiền cho nó là nó đưa nó nữa đó. Nó thà đưa cho người khác. Đưa cho người khác, cái người nào khổ quá mình lấy đưa cho nó nữa sao mà. Mong sao các con đây thương. Thương thầm để giúp đỡ cho nó thôi, đừng có đưa cái đừng có đưa cái đưa nó về tất nhà lại cho tụi em bút như này nè. Cái vụ kia người ta đổ vậy thôi mà người ta tiền chứ đừng đưa cho nó. Ê, bây giờ vậy rồi. Từ cái vấn đề xử lý đó thì con sẽ xin ý kiến góp ý của các cô. Bây giờ cho con hỏi tiếp là có ai hôm đó đến mà bị bức xúc nữa không? Bác, con thấy bác là rất là lớn tuổi rồi. Bác đâu có đi tổng đâu. Bác dạ. Bác không vô nhưng mà bác có ý kiến gì không? Đi dọc đây còn chưa nổi rồi làm sao đi lên đâu gì đó. Vậy ai là xui ạ? Ai là Suya bên chỗ nhà anh vừa rồi nói Suya là ai ạ? Ai đâu? Suya, không có Suya hả? Chưa mà. Chưa. Nó chưa có xui. Không, Suya bên cái chỗ bà nội. Bà nội á. Ai đâu ta? Không có hả? Dạ. Bà nội có. Dạ. Bà nội của con Trinh hiên. Dạ. Đó, dạ. Vậy rồi bây giờ thì tóm lại chốt lại là ý kiến là các cô các mẹ ở đây, các chị ở đây thấy rằng là em Trinh á, từ trong cái qua cái sự việc đó là em nói trên màn cũng như là cái sự việc mà trực tiếp các cô các đến sau khi mà chị Hèn mất đi đến đó thì cảm thấy bức xúc rất là nhiều, bức xúc vì những cái hành động, những cái lời nói hơi quá
coi thường quá bà con hàng xóm, cho nên là các cô rất là bức xúc đúng không? Dạ. Vì muốn rằng là vậy thì qua câu chuyện ngày hôm nay các cô muốn rằng là em hãy chỉnh đốn lại cái tư cách lời ăn tiếng nói của mình, còn nhỏ có sai thì phải sửa chứ đừng có nên coi thường hàng xóm bà con như vậy đúng không ạ? Dạ. Là muốn em hành là cái mục đích của các mọi người là nhờ là như vậy. Thứ hai nữa là cũng muốn cho cộng đồng mạng họ được biết rằng là cái lý do vì sao mà một cái đám tang nó bị lèn lẻo cô đơn đến thế, tại vì là nó không cho người ta tới vào để thắp hương thăm viếng, thì cho nên là không có ai đến, kể cả cái buổi đưa đám đi cũng có ai đưa đi, nghe nói là đưa đi thì cũng có ai, tại vì bà con đâu có cho tới thắp hương đâu mà người ta tiện được. Dạ đó, cho nên là hôm mà con đến á, ngay đó thì con thấy lúc đi đám về là chỉ có trong gia đình có chồng với mấy đứa con lèo tèo chứ không có ai, với có ông thầy sư thì tùng kinh nữa, cho là hết, không có ai hết, rất là lèn lẻo. Thì đó là con mới hiểu được, cộng đồng cũng không hiểu. Và từ qua câu chuyện này cảm ơn các cô các bè đã cho con được cái thông tin, cho mọi người được biết được thông tin như vậy. Con xin là cảm ơn rất là nhiều. Vậy cái hướng tiếp theo chúng ta là hiện tại bây giờ thì Mạnh Thường Quân còn thông qua con á, thì ủng hộ một số tiền, thì bây giờ là con cũng đã chi cho gia đình chị Hình từ khi lên bệnh viện ung bướu cho đến từ khi mà đi về dưới cha tường là con đưa hết, còn lại thì con đã thanh toán hết hai mấy triệu rồi, đưa cho mấy triệu rồi, còn lại mười mấy triệu sẽ có danh sách công khai rõ ràng cho Mạnh Thường Quân. Thì cái này là Mạnh Thường Quân họ sẽ theo dõi. Về số tiền còn lại 18 triệu nữa thì theo các cô thì nên, theo ý kiến chủ quan khách quan của các cô, khách quan của các cô thì số tiền này nên dành làm việc gì và đưa cho ta cho ai? Dạ, cô, ý cô thấy cô nói vậy là con đề nghị các em các cháu còn số tiền này để giữ lời đó, đưa lại nó về nó không được, bây giờ thì ở nhà để cho nó nhưng mà giữ sửa nhà thì phải chờ, phải là ít nhất gì được phải một năm. Trời ơi, có sao đâu, nhà sửa lại thôi. Chừng nào vậy? Đâu có sửa lại đâu, cái gì đâu. Sửa lại thế là thì bây giờ sửa lại thì được không? Kéo là người ta mới mất xong mà sửa nhà có kỳ không? Có kiên cử gì không? Cái này sửa nhà mà đâu có làm nhà, đâu phải chủ nhà làm đâu, chỉ tô sửa rồi lại thôi. Tô sửa lại cho mấy đứa nó ở. Bây giờ mà 18 triệu thì đâu làm được gì? Giờ mấy cháu mấy con á, làm nhiều. Đưa ba nó là không bao giờ ba chất chịu nổi nó đâu. Dạ. Vậy thì ý các cô là như vậy. Thì để ngày hôm bữa đầu tiên mà con tiếp cận với gia đình chị á, là có bên chỗ ủy ban xuống nữa. Hôm đó là bên ủy ban là đưa con xuống, thì con sẽ làm việc cái này với ủy ban để thông qua ấp cũng được nữa. Yêu cầu là nếu phải mong muốn như vậy thì cũng sẽ sửa sang như vậy. Bây giờ tiền bạc thì không biết là vậy thì có nghĩa rằng là cũng không đưa cho anh Thành, cũng không đưa cho con bé Trinh, và số tiền này là Xuân Dũng nên giữ lại và làm một cái việc gì đó mà trước khi chị Hình mất á, là chị cũng đã mong muốn, đúng không? Nói như lời cô nói là trước đó là gửi cho bà nội 50 triệu, gửi cho bà nội mà 50 triệu để với mong muốn rằng là bà ở nhà sửa nhà, tại vì hôm mà nó cũng có lý thôi, tại vì lúc đó là mọi người cho rất là nhiều tiền rồi, hơn 100 triệu rồi, mà lúc đó thì Xuân Dũng đã nói rằng là chị lên bệnh viện bao nhiêu chi phí là em trả hết, thì đâu có cần phải mang theo tiền làm gì, đúng không? Đó thì nhưng mà đâu có sử dụng hết đâu, em mới chi là có 20 mấy triệu à. Yeah. Thì là thành ra đâu có hết, thành ra là rồi cảm ơn các cô, vậy là cái tiền đó là để muốn nó như vậy. Yeah. Còn có ý kiến nào khác nữa không ạ? Thôi vậy là quan hệ với ủy ban là sửa nhà mắt rồi gửi tiền đó, biết không? Ủy ban ra cũng được, rồi đưa cho nó cũng được. Ủy ban mới nói nha, là bữa hổm con cháu chửi bà nội cháu sao ghi vô trong điện thoại đi, đưa lên mạng cho mọi người. Mấy ông biết không nói? Em biết. Mấy ông nói. Mấy ông có nói vậy hả? Dạ. Mấy ông. Đấy, nhưng cái gì ngon mà như Dũng lại nói chuyện, nó chuyện nghe nhưng mà nó sắp chặt nó chuyện như lạc dao luôn á, mười nó nói mười cái 20 tuổi mà chuyện như lạc dao luôn á, trong lớp nói chuyện là có rất là lăn lóc luôn, cái trà nó là quá tội nghiệp hồi đó ở đây. Bây giờ thí dụ như bây giờ nhậu sao không nhậu được, mình còn thì chiều tan tổ chức là kết phải không? Dạ. Rồi nó cũng về cho con nó đồ này cho gia hồi bác uống luôn. Rồi thế thì tại vì bên bây giờ bên chỗ là
chú ruột của bé Trinh á là cũng liên lạc nữa, cũng muốn là cũng bức xúc lắm, cũng đang muốn là gặp Dũng, là đưa xuống tới nhà bà nội để gặp, phải nghe nói là bên nội cũng đang bức xúc lắm, cũng đang muốn gặp. Dạ. Qua khỏi nhà một chút xíu là đến có cái hàng rào gì đó. Bỏ nhà tới. Dạ. Rồi thì hôm nay một lần nữa cảm ơn các mẹ, các cô, các chú, các anh chị rất là nhiều đã cho một cái thông tin rất bổ ích để cho mọi người được biết, và hy vọng rằng qua cái những cái sự góp ý như thế này rất chân tình. Không phải là đây là không phải những lời lẽ để mà mắng nhiếc gì quá để mà em tin là không phải nói như vậy, nhưng mà đây là cái nỗi lòng bức xúc để cho em còn nhỏ, em phải chỉnh đốn lại trong tư cách lời ăn tiền đó của mình, để còn sau này mình còn có tốt đẹp hơn với bà con hàng xóm, chứ đừng có phũ phàng với bà con hàng xóm như vậy. Đây là rõ ràng là mọi người thấy đấy, rất là đông bà con hàng xóm đến đây để mà nói về cái bức xúc của ngày hôm đó về như thế nào đó. Rất bà con đến chứ để nhiều khi người ta nói sao chứ gì đám ma là không có một người nào ở đây đám ma nữa coi, ông nói lên một cái là người ta họ tới họ phụ mình là đánh thử cô nói là mẹ nó chết sao tôi không tới được, nhưng mà nó chửi quá trời sao tới nghe ta đồn dí nó nữa không biết có không. Dì ai? Dì chú nó hả? À không, nãy chú có nói. Ông có sờ đây, ông nói cha nó còn chửi rồi, nói gì chú nó. À, nó nói ở ngoài ruộng nó vô mà trời ơi, vô mà nghe nó chửi má tôi rung hết trơn luôn. Chửi trời ơi, chửi bả cái tôi bà nội đó, chửi dữ dằn lắm, tục dữ lắm. Rồi. Nhưng mà hỏi đồ em mà tao thao mà không dặn nhà không lao không gì đâu, thôi nặng nồng là trời ơi, nói không nói dùng đó mà mẹ nó tiền thì tôi cứ để giá đổi nhà rồi để nói con bụi à, sao mình ở đây mình nói cái gì nói hôm nay á, rất mừng nói gặp mấy cháu mừng quá chứ biết làm sao mà gặp gì vậy. Dạ nói trời ơi, tôi biết làm sao gặp chạy cái gì má nó nói gì hết rồi, mình nghe cười lắm ha. Dạ em có nghe nó... dạ có em biết đây là nghe là tao bắt cười không, không tại vì lúc mà clip mà em Phong Bùi đưa lên á là em đã nghe được nhiều thông tin rồi, em nghe thêm nhiều thông tin rồi, và thông tin từ chú nè, từ của hôm nay chị điền cho em nè, hôm nay chị cũng điền cho em nè, rồi từ chú em chồng á, em chồng của chị Hành á cũng điền nè, dạ anh đó nè, rồi của anh Bền nữa anh đó, tức là em đã nghe nhiều thông tin của bà con điền cho em rồi. Nghe hai chị này về đi đám về nghe nó nói vậy đó, tôi mới kêu con đưa số điện cho Dũng này là cho cha. Thôi vậy là con cảm ơn bà con rất là nhiều. Chúc mấy cháu vui vẻ. Dạ, dạ. Hy vọng rằng là con thì cũng hy vọng rằng là số điện thoại của con thì mọi người có rồi. Nếu ở đây có hoàn cảnh nào mà khó khăn cần giúp đỡ thì cứ gọi cho con ha. Dạ. Đó vậy. Thì bây giờ con xin phép vào gặp gia đình của trong đó. Dạ. Bên nội của bé Trinh. Dạ. Dạ, dạ em biết rồi. Dạ. Vào xem thử là ý kiến của ông già đình đang có một bức xúc gì nữa. Bức xúc dữ lắm. Muốn gặp lắm. Dạ. 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 Dạ